Chào mừng các bạn trở lại đến với Marvel Con Nơi mà chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả mọi thứ về Transformers Và hôm nay sẽ là video Tiêu điểm nhân vật Alpha Giant Alpha Giant là một chuyên viên lưu trữ và viết lại các sự kiện lịch sử trong quá khứ và tương lai Trong một cuốn sách mang tên Covenant of Primus hay công ước Primus mặc dù trong nhiều vũ trụ ông ta được miêu tả là một nhà sử học uyên bác và không có liên hệ gì với giờ thất tin thế nhưng câu chuyện phổ biến nhất của ông ta lại như sau Alpha Giant là một trong những Transformer sống lâu đời nhất và cùng với độ tuổi đó là sự hiểu biết sâu sắc về chủng tộc Cybertronian và vị trí của họ trong vũ trụ khi còn trẻ ông ta có tên là A3 Ông ta đã giúp lãnh đạo những người Cybertronian bị bắt làm nô lệ trong cuộc chiến nổi dậy chống lại những bậc thầy độc ác Quintesson. Kết quả là ông ta và các Cybertronian khác đã thiết lập lại Cybertron như một hành tinh độc lập. Trong nhiều năm sau, Alpha Giant có vai trò làm cố vấn cho các Transformer. Mặc dù ông ta không tham gia vào trận đại chiến giữa Autobot và Decepticon, thế nhưng ông ấy vẫn đứng về phía Autobot và đóng vai trò như người thầy, người cố vấn cho Optimus Prime và Elita One. Ông ta là một người máy già bí ẩn, mặc dù ông ta khá đa năng và được biết đến là người giám hộ của Vector Sigma và là người giám sát mạch chìa khóa của nó. Phong cách hiền triết của ông ấy khiến ông ấy, Primus và các Prime khác trở thành huyền thoại và đi vào lịch sử hào hùng của Transformer. Và video đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay hãy đăng ký cho ma vô con để mình tiếp tục ra những nội dung mới hơn trong tương lai nhé và bây giờ thì xin chào tạm biệt